Xin chào các bạn, tôi là Scorpion Exotic Quy Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện xúc động có thật mang tính nhân văn, cho các bạn thấy là không nên đối xử tệ với pet, nếu không nó sẽ bỏ đi trước mắt. Các bạn là một cục lông đen thui à? Không, thật ra nó là con nhện săn teaser của tôi. Hôm nay là đến ngày tôi cho nó ăn như thường lệ, tôi thảy đồ ăn vô bàn mặt nó và hối thúc nó ăn lẹ đi đời em ơi không lần. Này nó tức giận vào thế phòng thủ và gửi lại tôi lại tiếp tục thảy vào mặt nó thêm vài lần nữa. Ôi ơ kìa, đừng bỏ tao đi mà please.